trải nghiệm chui hào giao thông khi có báo động phòng không. Hoạt cảnh tái hiện công tác chuẩn bị khẩn trương của nhân dân miền Bắc khi đi sơ tán, cùng sự thích ứng khi vừa sản xuất vừa chiến đấu trong hoàn cảnh chiến tranh. Tất cả được tái hiện trong không gian trưng bày khoảng lặng tại khu di tích nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. Với hai chủ đề chính là những ngày đỏ lửa và sau bức tường đá, trưng bày đã tái hiện những ngày cuối năm 1972, cả bầu trời miền Bắc rung chuyển trong vòng cung lửa của các loại vũ khí hiện đại. Từng ngôi nhà, dãy phố Hà Nội, Hải Phòng phải hứng chịu những trận bom rải thảm của máy bay B-52, khiến cho đất rung, ngói tan, gạch nát. Nhưng với niềm tin chiến thắng, Hà Nội, Hải Phòng và các địa phương khác đều trở thành chiến trường đặc biệt. Nhân dân nhanh chóng thích ứng với cuộc sống, vừa sản xuất, vừa chiến đấu. Hệ thống còi báo động, loa phát thanh, cảng báo động, trạm quan sát máy bay địch được lập ở khắp nơi. Đặc biệt, bằng sự dũng cảm sáng tạo, bộ đội radar đã vạch nhiễu tìm thù, bộ đội phòng không không quân thành rồng lửa, én bạc, xuất kích đánh bại cuộc tập kích chiến lược của địch, góp phần quyết định làm nên kỳ tích Hà Nội Điện Biên Phủ trên không của thế kỷ 20. Được xem, được hòa mình vào không khí của những ngày tháng đầy hoa lửa đó, không chỉ những nhân chứng lịch sử, những người từng đi qua năm tháng đó, mà cả thế hệ trẻ, ai nấy đều nghẹn ngào và xúc động. Nhìn thấy là những hình ảnh của đồng đội, đồng chí, thấy nhân dân mình ôn lại được những cái, gợi lại những cái cảnh mà cách đây 50 năm nhân dân mình sơ tán, nhân dân mình đánh giặc, thấy rõ nhất là tự hào. Bản thân tôi thì là ngày 27 tháng 12 năm 72 tôi bắn rơi một chiếc F-4 của không quân Mỹ. Nhưng mà thấy chiến công mình so với quân dân Hà Nội, quân dân cả nước nói chung thì như hạt cát trên sa mạc. Điểm nữa, xúc động nữa là một lần nữa là thương nhớ đồng đội chúng tôi đã hy sinh, dâng trào trong bản thân tôi. Bởi lẽ các anh chiến đấu rất dũng cảm, các anh ngoan cường và anh dũng hy sinh. Hôm nay em được đến đây để tham quan di tích nhà tù Hỏa Lò và em cảm thấy là rất là xúc động và biết ơn những người chiến sĩ đã nằm xuống hy sinh để cho em được sống trong cuộc sống hòa bình. Và em sẽ cố gắng học tập thật tốt để trả ơn, để không phụ lòng các chiến sĩ, các thế hệ cha anh đi trước đã chiến đấu thật dũng cảm để hôm nay em được đứng đây và được sống trong cuộc sống hòa bình. Còn đây là một trong những bức thư của Trung tá Hải quân Walter Eugene Weber viết gửi con trai trong thời gian ở trại giam Pha Phim, đường Nguyễn Trãi, Hà Nội nhân dịp Giáng sinh năm 1970. Và trong không gian mang đậm dấu ấn của một thời oanh liệt này, ông Thomas Eugene Weber, con trai của cố phi công Walter Eugene Weber, đã có mặt tại đây để tìm về ký ức không thể quên trong cuộc đời binh nghiệp của cha mình. Duyên nợ với đất nước và con người Việt Nam của Thomas Eugene Weber được truyền lại từ chính người cha thân yêu của mình, người từng có gần 5 năm sống trong các trại giam phi công Mỹ ở Hà Nội, chủ yếu là trại giam Hỏa Lò, nơi mà các phi công Mỹ đặt tên là khách sạn Hilton Hà Nội. Tại đây, ông đã nhận được sự đối xử giàu tình người từ những cán bộ quản giáo trại giam và ông đã thực sự nhận ra bản chất của cuộc chiến tranh do đất nước ông tiến hành. Từ đó, thay đổi suy nghĩ và hành động của chính bản thân ông. Sự có mặt của Thomas Eugene Weber cùng những cựu binh Mỹ từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam và các cựu cán bộ làm công tác quản giáo, chăm sóc phi công Mỹ tại trại giam Hỏa Lò đã hé lộ nhiều câu chuyện chưa kể về cuộc sống của phi công Mỹ sau khi máy bay bị bắn rơi trên bầu trời miền Bắc. Cha tôi trở về nhà vào tháng 2 năm 1973. Ông rất khỏe mạnh và vui vẻ. Ngay từ đầu, ông ấy đã nói với chúng tôi rằng ông ấy được đối xử công bằng và được chăm sóc chu đáo. Ông được ăn 3 bữa mỗi ngày và luôn có đồ ăn nóng, được tắm rửa. Ông đã nói chuyện suốt với tôi về lòng tốt mà ông nhìn thấy ở những người Việt Nam. Và đó là điều mà tôi nghĩ rằng ông ấy đã truyền lại cho tôi theo một cách nào đó. Bởi vì trong trái tim tôi luôn có một điều tốt đẹp đối với nền văn hóa tuyệt vời ở nơi đây. Trong lúc đó thì đất nước Việt Nam mình rất là khó khăn.
đói kém, thế nhưng mà chúng ta chính sách chế độ nhân đạo chúng ta thì đối xử với lại tù binh Mỹ rất là tốt, ăn uống đầy đủ, ăn mặc coi như là ấm, mùa đông ấm áp và tắm thật, vì chơi bóng bàn, bóng rổ, bóng chuyền thì hàng ngày, và một ngày chúng tôi cho các bạn ấy là một ngày là 3 điếu thuốc lá hút hàng ngày. Cũng có thời kỳ dài thì bây giờ gặp lại tôm con của một cựu chiến binh Mỹ thì chúng tôi thấy là rất vui vẻ thôi, đi và hòa hợp, và tôm rất là quý chúng tôi. Tôi nghĩ rằng quá trình hàn gắn đã mất khá nhiều thời gian, nhưng nó rất chân thành và nó phải đến vì chúng ta không thể sống với nỗi đau và nỗi buồn của quá khứ. Nên người Việt Nam đã mở cửa cho người Mỹ trở lại, cùng làm việc và hợp tác, cố gắng xây dựng lại từ bi kịch của thế giới. Chúng ta rất may mắn có cơ hội làm việc cùng nhau và tạo ra những tình bạn mới, từ đó tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho những thế hệ tiếp theo của người Việt Nam và người Mỹ. Chiến tranh đã đi qua nhiều thập kỷ, nhưng những câu chuyện về một thời hoa lửa vẫn luôn là đề tài hấp dẫn đối với các thế hệ. Những hình ảnh hiện vật tại đây chính là minh chứng rõ nét nhất cho những ai chưa từng trải qua chiến tranh, hiểu thêm nhiều câu chuyện về sức mạnh và lòng nhân đạo Việt Nam, đặc biệt là những câu chuyện của phi công Mỹ trong Hinton, Hà Nội. Đây cũng là dịp để phi công Mỹ nhớ lại về khoảng lặng trong cuộc đời, từ đó giúp mỗi người hiểu hơn về sự khốc liệt của chiến tranh, để cùng góp sức xây dựng thế giới hòa bình.